Thần Phú Quý gọi tên ba con giáp, cuộc sống thăng hoa, phát tài, trở thành đại gia trong 2 năm tới. Xin chào quý anh chị và các bạn, rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Và quý anh chị thân mến, trong 2 năm sắp tới, có 3 con giáp dưới đây may mắn gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và tiền bạc. Vậy thì đó là những con giáp nào và liệu rằng chúng ta có nằm trong số 3 con giáp may mắn này hay không? Thì sau đây xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với chi tiết của nội dung ngày hôm nay. Và con giáp thứ nhất đấy là con giáp tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ chính là con giáp rất chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến để tìm kiếm cái cơ hội xây dựng cuộc sống ấm no viên mãn. Phần lớn thì những người tuổi Ngọ họ sống thực tế và luôn đặt cái công việc lên hàng đầu. Không những thế, bản thân người tuổi Ngọ luôn phải tự lực cánh sinh, tự lao động mới xây dựng được cái thành công. Và theo tử vi học thì trong cái khoảng thời gian 2 năm tới thì những người tuổi Ngọ sẽ được sao Tốt chiếu mệnh, nên trong cuộc sống của họ có nhiều cái chuyển biến tích cực, đặc biệt là vào những tháng mà cuối năm thì lại càng thăng hoa bất ngờ. Và con giáp cực kỳ may mắn nữa đấy là con giáp tuổi Sửu. Tuổi Sửu là cái con giáp chăm chỉ, khi mà khởi nghiệp cuộc sống có nhiều vất vả do những cái nỗ lực của bản thân chưa được thành quả như ý. Nhưng sau một cái thời gian làm việc thì gặp được những cái người tốt, có quý nhân phù trợ nên tuổi Sửu sẽ phất lên rất nhiều. Và trong cái thời gian là 2 năm tới thì tuổi Sửu sẽ kiếm được số tiền lớn, mở rộng thị trường. Bạn chắc chắn sẽ có nhiều tiền, giàu có, khiến thiên hạ ghen tị, cuộc sống vô cùng viên mãn. Và thứ ba đấy là tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp thì tuổi Dậu thường đi chậm hơn những con giáp khác về sự thành công. Nhưng khi tuổi Dậu có thể trải qua những cái ngày tháng khó khăn, vất vả vì công việc không được đến nơi đến chốn thì càng về sau họ càng được phù hộ, làm gì cũng dễ dàng thành công. Trong thời gian 2 năm tới, người tuổi Dậu hãy nỗ lực hết mình để có được những cái cơ hội làm việc tốt. Bạn sẽ có thể kiếm được bộn tiền, cuộc sống thành công viên mãn không ai sánh bằng. Và trong cái thời gian tới thì tuổi Dậu được cấp trên thăng tiến cho bạn vì tin vào cái khả năng của bạn. Cũng từ đó mà bạn theo đà tiến lên như diều gặp gió, cuộc sống thăng hoa, tiền đồ sáng lạn. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây đấy là 3 con giáp may mắn gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và tiền bạc, cuộc sống thăng hoa, phát tài, trở thành đại gia trong 2 năm tới. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người mà lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào cái tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông báo mới khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.